Chào các em, hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em tiếp cái phần lý thuyết sắc và hợp chất của sắc. Thứ nhất là về sắc thì em cần nhớ vị trí trong bảng tuần hoàn. Sắc thuộc ô 26, chu kỳ 4, nhóm 8B. Nhóm 8B như vậy cái cấu hình ngoài cùng của nó là dạng DS á. Rồi tổng trên DS là 8 electron nè. Rồi ta có thể viết gọn cấu hình của sắt là argon 3D6 4S2. Khi mà nó mất electron để trở thành ion dương đó, thì mất từ bên ngoài vào nha. Rồi ví dụ đây là 3D6 4S2, để tạo thành sắt 2 cộng thì nó sẽ mất đi 2 e lớp ngoài cùng. Như vậy cấu hình của sắt 2 cộng rồi sẽ là argon 3D6. Rồi cấu hình của sắt 3 cộng sẽ là argon. Rồi 8E mất đi 3E thì còn 5E, như vậy argon 3D5. Về tính chất vật lý, màu trắng hơi xám, em nhớ này ha, màu trắng hơi xám. Mình tưởng tượng cái cây đinh sắt á, đinh sắt còn mới à, cái màu của nó. Khối lượng riêng thì lớn là 56 nè. Hơi nặng. Có tính dẫn điện, dẫn nhiệt tốt. Có tính nhiễm từ. Khác với các kim loại khác á, sắt có tính nhiễm từ. Khi mình đưa một cây nam châm lại gần những cái kim loại sắt thì nó sẽ bị hút bởi nam châm. Rồi đây là sơ đồ tóm tắt về cái tính chất hóa học của sắt. Sắt có hai số oxy hóa đặc trưng, đó là cộng 2 và cộng 3. Khi nào sắt ta phản ứng với chất nào về hợp chất sắt 2, còn khi nào là về hợp chất sắt 3, thì trong sơ đồ này thì em cũng có thể hình dung được ha. Rồi em cần lưu ý là khi cộng với lưu huỳnh được hợp chất sắt 2 đây, hoặc là iốt. Iốt thì ra là muối sắt 2 nha, iốt tua. Hoặc là khi cộng với axit loại 1 HCl, H2SO4 loãng và dung dịch muối. Dung dịch muối này là của kim loại đứng sau sắt thì em cũng thu được cái hợp chất sắt 2. Còn khi nào mà được hợp chất sắt 3? Đây, thì em chú ý đúng không? Hợp chất sắt 3. Khi cộng với clo hoặc là brom ha, hoặc là hoặc là brom thôi. Còn khi mà tác dụng với dung dịch H2SO3, H2SO4 đặc nóng hoặc là dung dịch muối bạc hydrat thì sẽ được muối sắt 3. Rồi, như vậy em cần nhớ hai cái trường hợp này. Axit loại 1 thì được sắt 2, còn axit loại 2 nha. Đây thì em được sắt 3. Khi tác dụng với oxy thì thu được oxit sắt từ. Oxit sắt từ này thì mình có thể coi nó là hỗn hợp của FeO và Fe2O3. Đó, thực ra mình có thể tách oxit sắt từ thành sắt 2 và sắt 3. Như vậy mà mình cho oxit sắt từ mà tác dụng với HCl chẳng hạn thì mình sẽ thu được là vừa có muối sắt 2, vừa có muối sắt 3. Oxit sắt từ này nếu mà khử bằng CO hoặc là hydro nè, hoặc là nhôm á, thì sẽ cho trở về kim loại sắt. Sắt khi để kho ngoài không khí, để ngoài không khí và nước thì mình sẽ được cái sắt bị oxy hóa ha, được cái dỉ sắt, sắt bị dỉ sắt á. Rồi muối sắt 2 thì nó sẽ có khuynh hướng là tăng số oxy hóa được lên sắt 3, như vậy nó sẽ có tính khử. Có tính khử khi nó tác dụng với những chất oxy hóa khác, ví dụ như là clo nè, tắc ca MnO4 nè.
thu được muối sắt 3. Và sắt 2 trong dung dịch, nếu mình cho cộng với lại muối sắt 2 nha, trong dung dịch nếu mình cộng với môi trường kiềm á thì em thu được hydroxit sắt 2. Và ngược lại, hydroxit sắt 2 cộng axit thì trả về muối sắt 2 dung dịch. Rồi, sắt 2 hydroxit khi để ngoài không khí thì nó sẽ tác dụng với oxy trong không khí nè, được hydroxit sắt 3. Một lưu ý nữa là nếu mà em nhiệt phân sắt 2 hydroxit ngoài không khí nha, thì em sẽ thu được là Fe2O3 và nước. Rồi, đối với hợp chất sắt 3, sắt 3 thì nó có số oxy hóa cao nhất rồi, nó chỉ có khả năng là giảm số oxy hóa xuống thôi, nên là hợp chất sắt 3 sẽ có tính oxy hóa. Tính oxy hóa đó thể hiện khi nó tác dụng với một số chất khử. Ví dụ như đây là cô có một cái dung dịch muối sắt 3, thì muốn thu được dung dịch sắt 2 em có thể cho nó tác dụng với sắt, với đồng hoặc là với dung dịch Ca. Rồi, trên đây là một số cái tổng hợp về tính chất hóa học của sắt. Rồi, ta tiếp tục với phần 3 nhỏ về tính chất hóa học. Thì sắt sẽ có tính khử trung bình nè. Đây là cái phương trình tóm tắt lại tính chất của sắt. Rồi em có thể điền vào. Tác dụng với lưu huỳnh thì em được hợp chất đó là sắt 2 sunfua. Tác dụng cờ lo là lên sắt 3 ha. Rồi tác dụng với oxy như lại đã nói á. Rồi em được cái oxit sắt từ. Tác dụng iốt thì chỉ ra anh hóa trị 2 thôi. Tác dụng với axit, với axit loại 1 đây, thì chỉ tạo muối sắt 2 và khí hydro ha. Vậy sản phẩm của mình đây là FeCl2 và hydro. Với H24 đặc nóng và HNO3, đây là axit loại 2. Loại 2 thì sẽ tạo được sắt 3. Ở đây mình có HNO3 loãng thì sản phẩm khử nó là NO. Rồi sắt ở đây sẽ nhận 3E, NO là 3E, như vậy tỷ lệ 1:1 ha, em được cân bằng là 4 liter nè. Hai nước. Với H2O4 H2O4 là phải đặc nóng nha. Đặc nóng thì em thu được sắt 3 luôn. Thì thông thường sản phẩm khử của mình là SO2. Ở đây sắt là 3, xác nhận 3E, SO2 là 2E. Như vậy mình có thể bắt chéo hệ số 3, 2. Rồi sau đó em cân bằng. Tổng cộng là 6 lưu huỳnh nè. Rồi 6 nước. Nhắc lại là em có thể cân bằng nha. Sắt 0 lên sắt cộng 3 thì nó chênh lệch là 3E. Còn cái phần SO2 lưu huỳnh cộng 6 số lưu huỳnh cộng 4 thì chênh lệch 2E. Rồi sau đó mình sẽ bắt chéo cái hệ số nè. Như vậy 2 em cân bằng bên chỗ sắt, 3 em cân bằng chỗ SO2. Còn không thì mình sẽ sử dụng phương pháp bảo toàn E, công thức ô vuông cũng được. Một chú ý nữa là nhôm, sắt, crom không tác dụng với HNO3 đặc nguội và H2SO4 đặc nguội. Nhôm, sắt, crom. Phần C tác dụng với dung dịch muối thì nó sẽ tạo được muối sắt 2 ha. Ví dụ đây là đồng 2 sinh pháp. Chú ý là sắt khi tác dụng với lại dung dịch bạc nitrat dư thì thu được muối sắt 3. Tác dụng với nước thì ở nhiệt độ cao sắt có thể tác dụng được với nước. Thì cái phần này giảm tải thì em bỏ qua phần này đi. Giảm tải sẽ không có ra thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia đâu. Rồi mình tiếp cái phần bài tập.
Câu số 1 là cấu hình electron nào dưới đây được viết đúng? Mình cần nhớ lại ha, sắt thuộc nhóm 8B. Nhóm 8B sẽ có 8 electron. Bây giờ nếu là 8 electron của nó là 3D6 4S2 á. Này câu A sai nè. Câu B nếu là sắt 2 thì phải là 3D6. Sai luôn ha. Câu C sai. Thì chỉ có câu D đây. 8E mất, 3E còn 5. Đúng rồi. Câu số 2. Cấu hình E nào sau đây là của sắt 3? Của sắt 3. Đây, chỉ là câu B. Câu số 3. Tính chất vật lý nào dưới đây không phải là tính chất vật lý của sắt? Kim loại nặng, khó nóng chảy, màu vàng nâu, dẻo dễ rèn. Hồi nãy mình nói rồi, cây đinh sắt mới thì nó sẽ có màu trắng, hơi xám ha, chứ không phải là vàng nâu. Dẫn điện, dẫn nhiệt tốt, có tính nhiễm từ. Đấy, đáp án này là câu B. Số 4. Phương trình hóa học nào sau đây đã được viết không đúng? Không đúng. Rồi với oxy, với clo, với iốt. Với iốt thì chỉ được muối sắt 2 thôi ha. Thì đáp án câu C. Câu số 5. Các kim loại thuộc dãy nào sau đây đều phản ứng với dung dịch muối đồng 2 clorua? Như vậy là mình phải lựa những kim loại nào đứng đằng trước đồng. Rồi, thấy thủy ngân là loại nè, bạc là loại rồi nè. Đây, bạc loại luôn. Như vậy đáp án của mình là câu B. Rồi, tiếp theo là câu số 6. Cho dung dịch chất nào sau đây có thể dùng để phân biệt được ba mẫu hợp kim sau? Em thấy là có kim loại nhôm. Có nhôm thì mình sẽ sử dụng NaOH, đúng rồi. Rồi trong ba đáp án thì HNO3 loãng nè, HNO3 đặc nè, H2SO4 đặc, thì nó cũng giống tính chất với nhau rồi, đều là cái axit loại 2. Và chỉ có cái HCl loãng là axit loại 1 à. Như vậy thì khả năng là mình chọn câu C ha. Chọn câu C. Khi mình bỏ NaOH vào á, thì nhôm dưới sắt thì cái hợp kim thứ nhất là có sự bậc khí hydro nè. Hợp kim thứ hai cũng có sự bậc khí nè. Như vậy là dựa theo sự bậc khí mình phân biệt được cái hợp kim còn lại là đồng sắt. Rồi sau đó mình tiếp HCl loãng. Thì cái hợp kim đầu tiên nè, sự bậc khí nhiều và tan hết. Tan hết. Còn hợp kim thứ hai sự bậc khí nhưng mà sau đó lại có một phần rắn không tan, do đồng nó không tác dụng á. Như vậy mình chọn đáp án là câu C. Câu số 7. Sắt có thể tan trong dung dịch chất nào sau đây? Sắt có thể tan được trong muối sắt 3 ha. Câu số 8. Nhận định nào sau đây sai? Nhận định nào? Sai là câu C. Sắt chỉ tan được muối sắt 3 thôi, chứ sắt với sắt 2 thì không có. Câu số 9. Nhúng cây đinh sắt sạch vào các dung dịch ở ba thí nghiệm sau. Giả sử rằng các kim loại sinh ra nếu có đều bám vào đinh sắt thì nhận xét nào sau đây đúng? Nhúng đinh sắt. Đinh sắt vào muối đồng lại có phản ứng ha. Đinh sắt vào dung dịch NaOH thì không phản ứng nè. Sắt vào muối sắt 3 có. Như vậy thí nghiệm 2 là không có phản ứng gì hết. Hỏi nhận xét nào sau đây là đúng? Là câu B. Thí nghiệm 2 do không phản ứng nên khối lượng đinh sắt không đổi. Rồi ở thí nghiệm 1 là sắt tác dụng với đồng sunfat. Sắt tan sinh ra đồng. Thì đồng 64 mà sắt có 56. Như vậy cái phần đồng bám vào cây đinh sắt á, thì do đồng nó 64 lớn hơn 56, nó bám cây đinh sắt, cho nên khối lượng của cây đinh sắt sẽ tăng lên nha. Rồi A với C sai. Câu số 10. Trong các phản ứng sau đây, phản ứng nào không phải là phản ứng oxy hóa khử?
À, nhắc lại phản ứng oxy hóa khử là phản ứng mà có sự thay đổi số oxy hóa, có sự thay đổi số oxy hóa. Ở đây thường thông thường á, là phản ứng oxy hóa khử thì sẽ có đơn chất tham gia, có đơn chất tham gia thì chắc chắn là phản ứng oxy hóa khử. Tại vì đơn chất là không, mà về hợp chất thì chắc chắn là sẽ khác không rồi. Câu A là có đơn chất sắt à, thì không, chắc chắn phải rồi. Câu C có sắt, câu D cũng có sắt, chỉ có câu B thôi. Đây sắt 2, sản phẩm cũng là sắt 2. Lưu huỳnh trừ 2, lưu huỳnh bên phải cũng là trừ 2, như vậy không không phải phản ứng oxy hóa khử. Phản ứng B thì chỉ gọi là phản ứng trao đổi. Câu 11. Nhúng thanh sắt vào dung dịch muối đồng sulfat, quan sát thấy hiện tượng gì? Thanh sắt sẽ có màu đỏ và dung dịch nhạt nhờn màu xanh. Cái này là chương đại cương kim loại mình học rồi ha, mình làm thí nghiệm này rồi. Màu đỏ đó là do đồng nó bám vào. Rồi, dung dịch đồng sulfat phản ứng một phần rồi cho nên là nó nhạt màu xanh dần. Rồi, câu 11 là câu B. Câu 12. Để hòa tan cùng một lượng sắt thì số mol HCl gọi là ống nghiệm số 1 đi, và số mol H2SO4 ống nghiệm số 2 trong dung dịch loãng cần dùng là vậy mình có là sắt mà tác dụng thì sắt cộng được với 2 lần HCl ha, phản ứng sắt 2. Còn trong khi sắt tác dụng với H2SO4 em cân bằng hệ số 1:1 ha. Như vậy em thấy số mol HCl phải gấp đôi số mol H2SO4. 1 mol này thì cần 2 mol. Đó là gấp đôi. Thì đáp án mình chọn nên là câu B, 1 phải gấp đôi 2. Và mình sang phần tiếp theo, đó là phần số 4, trạng thái tự nhiên. Các quặng sắt quan trọng thì em nhớ đây là 5 loại ha. Đó, quặng magnetic, quặng hematic đỏ, quặng hematic nâu, quặng sideric và quặng pyrit sắt. Đây, em vừa nhớ tên quặng mà vừa nhớ cái công thức tương ứng. Thì đây có một cách là em nhớ giùm cô. Cái chữ hematic nè, có chữ H á. Có chữ H thì em nhớ nó đi với số 2 ha. He, chữ H. Rồi, nhớ đi số 2. Hematic màu đỏ thì nó sẽ nhạt màu hơn màu nâu, cho nên nó dạng khoan hơn. Còn màu nâu thì có thêm ngậm nước, nó sẽ đậm màu hơn nè. Rồi còn quặng magnetic, magnetic với hematic thì nó mình cách đọc thì nó khá là giống nhau á, thì em phải phân biệt nha. Magnetic thì em nhớ đi với từ mass thì maximum á. Thì cái quặng magnetic này sẽ có hàm lượng sắt lớn nhất. Hàm lượng sắt lớn nhất nha. À, nhớ. Lớn nhất, maximum là man, chữ man, mass. Còn cái hàm lượng sắt bé nhất, hàm lượng sắt bé nhất là pyrit sắt nè. Hàm lượng sắt và sẽ là bé nhất. Pyrit sắt. Rồi vậy nhớ nha, hàm lượng sắt lớn nhất là Fe3O4, còn hàm lượng sắt mà bé nhất là pyrit sắt. Rồi mình vào phần lý thuyết luôn. Câu số 1. Một loại quặng chứa sắt trong tự nhiên đã được loại bỏ tạp chất, hòa tan quặng này trong dung dịch HNO3, thấy có khí màu nâu bay ra, dung dịch thu được cho tác dụng với dung dịch BACL2, thấy có kết tủa trắng không tan trong dung dịch axit mạnh. Ở đây mình thấy là có kết tủa trắng với bari, như vậy phải có gốc sulfat ha. Gốc sulfat thì là do lưu huỳnh. Do lưu huỳnh, như vậy cái quặng này phải chứa lưu huỳnh, thì đáp án là quặng pyrit.
Nhớ nha, có cái tổ trắng. À, như vậy là có lưu huỳnh, thông thường SO4 hay trừ á. Rồi đây là SO4. Câu số 2, quặng có hàm lượng sắt lớn nhất. À, như vậy maximum là man đây. Câu số 3, trường hợp nào dưới đây không có sự phù hợp giữa tên quặng sắt và công thức hợp chất sắt chính có trong quặng? Mass là 3, He là 2. He 2 đúng rồi ha. Mass là 3 đúng rồi. Siderik, vị trí vậy là công thức siderik, như vậy nhớ đây, lên trên đây siderik phải là sắt 2 carbonate này. Câu số 4, trong số các loại quặng sắt, hỏi quặng chứa hàm lượng sắt lớn nhất là maximum. Như vậy là Fe3O4 mass đúng rồi. Câu C, số 5, trong số các loại quặng sắt, hỏi quặng chứa hàm lượng sắt nhỏ nhất. Nhỏ nhất sẽ là pyrite ha. Câu D. Câu số 6, tên của cái loại quặng lần lượt là, trời cái này mình thuộc thôi, Fe3O3 là siderit và rồi hematit man, hematit pyrite. Như vậy đáp án là câu câu C. Rồi tiếp theo mình sẽ sang phần 2, đó là hợp chất của sắt. Hợp chất của sắt mình sẽ tìm hiểu sắt 2 và sắt 3 ha. Đầu tiên là sắt 2 oxit. Sắt 2 oxit thì công thức của nó là FeO. Về tính chất vật lý, đây là chất rắn màu đen không có trong tự nhiên. Tính chất hóa học, oxit 3 giờ, tính oxy hóa và tính khử. Em nhớ là sắt 2. Sắt có số oxy hóa 0 nè, cộng 2 với cộng 3, như vậy giờ sắt 2 thì nó vừa giảm vừa tăng đó, vừa tính oxy hóa vừa tính khử. Nó là oxit 3 giờ thì phản ứng đầu tiên thì tác dụng được axit ha. Rồi, em có thể ghi phương trình vào luôn. Tính khử khi tác dụng với axit loại 2 nè. Rồi, một anh thì có khả năng tăng tăng số oxy hóa được, H2O3 thì giảm số oxy hóa xuống. Như vậy ở đây mình cho sản phẩm là muối sắt 3 nitrat nè. Rồi H2O3 loãng thì mình thu được khí NO ha. Nước. Rồi cân bằng phương trình này. Thì em nhớ sắt 2 lên sắt 3 là 1E. 2 lên 3 1E. NO là 3E. Rồi, như vậy anh này 1E. Anh này 3E, như vậy mình cân bằng là 3:1. Rồi. Cân bằng qua. Này 10 liter. 10 liter. 5 nước. Rồi kiểm tra oxy thôi. Rồi, tính oxy hóa khi tác dụng với những cái chất khử. Ở đây ví dụ như CO thì em sẽ thu được là sắt và CO2 ha. Phần C, điều chế, người ta sẽ khử oxit sắt 3 bằng CO hoặc hydro. Rồi, em thu được sắt 2. Xin lỗi, anh em mình thu được 6 sắt rồi. Mình không cân bằng vậy được rồi. Cân bằng oxy hóa khử nha. Sắt 3 về sắt 2, như vậy cái anh sắt 2 này là 1E nè. Còn carbon cộng 2 với carbon cộng 4 là 2E, chúng ta bằng 21.
hai sắt. Giờ đủ rồi em. Một carbon, bốn oxy, là đủ rồi ha. Em có lưu ý luôn. Fe2O3 mà tác dụng với CO. Em có lấy miếng màu khác đi. Fe2O3 cộng với CO thì có thể ra những cái sản phẩm khử. Sắt cộng 3 sẽ giảm về các số oxy hóa thấp hơn ha. Hỗn hợp mình có thể thu được đó là sản phẩm khử là Fe3O4 nè. FeO nè. Đó là hoặc 3 sắt. Còn CO là về CO2 nha. Đó. Sản phẩm có thể là những cái hợp chất mà sắt có số oxy hóa thấp hơn cộng 3. Để em nhớ ba cái loại này. Chứ không nhất thiết phải là quy về chỉ có FeO không đâu. Ba chất nữa. Rồi phần 2. Phần 2 là sắt 2 hydroxit. Về tính chất vật lý, đây là chất rắn có màu trắng hơi xanh, không tan trong nước. Sắt 2 thì là màu trắng hơi xanh. Tiếp là phần B, tính chất hóa học. Sắt 2 hydroxit dễ bị oxy hóa trong không khí. Có nghĩa là có tính khử. Bị oxy hóa gọi là tính khử. Khi mình để ngoài không khí thì nó sẽ biến thành hydroxit sắt 3 ha. Rồi ở đây cô lỡ viết vào màu xanh rồi. Đây, em có thể cân bằng ở phương trình này. 4 á. Sắt 2 lên sắt 3, 1 oxy là 4E nè. 1E với 4E thì mình cân bằng 4 lần sắt lên nè. Rồi mình có 12. Rồi. Tính 3 giờ. Tính 3 giờ khi tác dụng với axit. Giờ thì mình thu được sắt 2. Phần C, điều chế. Mình cho muối sắt 2 tác dụng dung dịch kiềm ha. Nhận xét là tính chất hóa học đặc trưng của hợp chất sắt 2. Đặc trưng của hợp chất sắt 2 sẽ là tính khử. Tính khử đó là tăng cộng 2 lên cộng 3. Phần 3. Phần 3 là muối sắt 3. Rồi, muối sắt 3 về tính chất vật muối sắt 2, tính chất vật lý là muối sắt 2 là tan trong nước. Và tính chất hóa học cũng sẽ có tính khử. Rồi, sắt 2 cloro tác dụng là em ra được là sắt 3 cloro ha. Dung dịch á. Phần 4 là sắt 3 oxit. Tính chất vật lý, đây là chất rắn màu đỏ nâu. Rồi, không tan trong nước. Tính chất hóa học, nó là một oxit 3 giờ và có tính oxy hóa. Rồi, phần đầu tiên thì em ra được là FeSO3 này. Rồi, tính oxy hóa. Tương tự Fe2O3 mình cộng CO thì em thể cho số oxy hóa nhỏ hơn cũng được. Ở đây mình cho ra sắt cũng được ha. Fe3O4 cũng được, FeO cũng được. Cô ghi sắt cho dễ cân bằng đi. Rồi. Phần C là điều chế và bằng cách phân hủy FeOH 3 lần ở nhiệt độ cao. Rồi phần 5 là sắt 3 hydroxit. Sắt 3 hydroxit công thức nè. Tính chất vật lý đây là chất rắn màu nâu đỏ, không tan trong nước. Thông thường những hợp chất sắt 3 đều có màu nâu đỏ hết. Ở về tính chất hóa học nó sẽ có tính 3 giờ. Để em ghi phương trình.
điều chế. Như hồi nãy phương trình trên đây cô chưa cân bằng em. À, 2 sắc 6. Hồi nãy em cân bằng phương trình này giùm nha. Rồi đó. Về xuống đây là 3. Rồi đúng rồi. Câu C, điều chế là lấy muối sắc 3 tác dụng với dung dịch kiềm. Phần số 6, muối sắt 3, nó tan được trong nước và có tính oxy hóa. Đây, rồi, hai phương trình này là điển hình luôn đó. Sắt tác dụng với muối sắt 3 thì là về muối sắt 2 ha. Rồi, đồng cộng muối sắt 3 thì cũng là về muối sắt 2 và cộng muối đồng 2. Rồi như vậy đây là một số cái tính chất cơ bản của sắt em cần lưu ý. Nhớ là sắt 2 thì có tính khử, còn sắt 3 thì sẽ có tính oxy hóa. Đó là tính chất đặc trưng á. Rồi mình sang các phần lý thuyết trắc nghiệm. Câu số 1, hợp chất nào sau đây của sắt mà trong đó sắt vừa có tính oxy hóa vừa có tính khử? Như vậy là chọn sắt 2 nha. Rồi, câu A. Câu số 2, cặp dung dịch chất dùng để phân biệt ba hỗn hợp sau. Rồi, ở đây có kim loại sắt nè. Còn cái hỗn hợp sau thì chỉ có oxit thôi, nhưng mà mình có thể dùng axit loãng. Axit loãng nha. Rồi mình dùng câu C đây. Rồi, khi mà cho tác dụng H2SO4 thì hợp chất hỗn hợp đầu tiên là có sự vật khí nè, là tan. Hợp chất thứ hai cũng vậy đó, hỗn hợp thứ hai cũng có sự vật khí, rồi tan. Hỗn hợp thứ ba thì chỉ tan thôi, không có sự vật khí. Mình loại được cái hỗn hợp thứ ba nè. Rồi tiếp theo đó là trong hai cái hỗn hợp vừa tan hết với axit á, thì hỗn hợp đầu tiên chỉ thu được sắt 2. Sắt 2 khi tác dụng NaOH thì sẽ kết tủa màu trắng xanh. Rồi hỗn hợp thứ hai, là ở khi tác dụng với axit nè, vừa có sắt 2 vừa có sắt 3, cho nên là cái sản phẩm đó nếu mình cho tiếp tục tác dụng với NaOH thì mình sẽ thu được là một phần kết tủa trắng xanh, một phần kết tủa nâu đỏ. Mình sẽ dùng mình để phân biệt được ha. Rồi cô chọn câu C. Rồi, em nhớ là H nổ 3 loãng với H nổ 3 đặc, H2SO4 đặc nóng. Rồi ba anh này là có tính oxy hóa. Axit loại 2 giống nhau về bản chất rồi. Có tính oxy hóa mình không có chọn. Câu số 3. Để bảo quản dung dịch muối sắt 2 trong phòng thí nghiệm, người ta ngâm vào dung dịch đó một cây đinh sắt đã được làm sạch. Mình biết là sắt 2 nó rất dễ bị oxy hóa. Đó, nếu mình không có ngâm gì hết để ngoài không khí á, thì 15 phút là nó sẽ hóa nâu liền. Nè, màu trắng xanh là hóa nâu liền tại vì nó tác dụng rất là nhanh với oxy không khí. Chọn cái cách lý giải đúng khi mình ngâm cây đinh sắt. Như vậy là để đây sắt tác dụng với câu D ha. Để khử muối sắt 3 thành muối sắt 2. Khi mà sắt 2 nó bị oxy hóa một phần giờ sắt 3 rồi á, thì cây đinh sắt này á, sẽ góp phần là nó trả nó tác dụng với sắt 3 nè, trả về sắt 2. Thì mình sẽ muốn mình mở mở bảo quản được cái muối sắt 2 của mình. Câu số 4. Cho các phương trình hãy rút ra kết luận nào sau đây. Tính oxy hóa với tính khử. Tính khử thì của kim loại nha. Tính khử câu C này có ion vô thì không được. Rồi nên mình chọn tính oxy hóa thì câu A đây. Nhớ lại giải điện hóa ha. Giải điện hóa cái khúc đầu với khúc đuôi á. Mình là cô nhớ khúc đuôi thôi.
gấp đôi là cửa ở sắt ta với lại bạc nha. Và sắt hai thì nằm trước đây nè, sắt hai nằm trước đồng. Thì tính oxy hóa bạc cộng mà mạnh nhất nè, xong tới sắt ba, xong tới đồng hai, rồi mới tới sắt hai. Vậy là câu A nó hợp lý rồi. Nhớ nhớ là sắt tính oxy hóa là em nhớ bạc ha. Tính oxy hóa. Câu số 5. Nhiệt phân hoàn toàn với sắt hai trong không khí thu được sản phẩm nào? Nhớ trong không khí là sẽ có khí oxy. Khí oxy thì đưa sắt hai về sắt ba luôn. Thì có khí oxy nữa. Thì ở đây cô chọn đáp án là câu C đây. Câu C. Nung trong không khí. Câu C nha, thì đưa sắt hai lên sắt ba luôn. Câu số 6. Dung dịch muối sắt ba cloru không tác dụng với kim loại nào dưới đây? Không tác dụng. Đây, mình nhớ lên cái giải điện hóa luôn. Sắt ba. Sắt ba với bạc nó nghịch với alpha nè. Thì không có. Thì đáp án là câu D. Câu số 7, dùng khí CO khử sắt 3 oxit. Sản phẩm khử sinh ra có những chất nào? Này, hồi nãy một cái lưu ý nè, lúc mà lý thuyết cô đã nói rồi ha, CO mà khử sắt 3 thì nó sẽ trở về những hợp chất sắt có sự oxy hóa thấp hơn. Vậy là câu C đây. Câu D thì nó có bao gồm, nó là mình đã nói là sản phẩm thôi, chỉ tính sản phẩm khử thôi thì mình không có tính cái phần dư của sắt ba dư. Câu số 8, hiện tượng nào dưới đây được mô tả không đúng? Hiện tượng nào mô tả không đúng? Rồi, A thêm AOH vào dung dịch muối sắt ba màu vàng nâu thấy xuất hiện cái tua đỏ nâu, thêm một ít bột sắt vào lượng dư bạc muối bạc thấy xuất hiện dung dịch màu xanh nhạt, thêm muối hydroxit màu đỏ nâu vào axit thấy hình thành dung dịch màu vàng nâu, thêm đồng vào sắt ba thấy dung dịch chuyển từ màu vàng nâu sang màu xanh. À, thấy cái nào cũng đúng vậy, mô tả không đúng. À, đây là cô B đây, màu xanh nhạt. À, đây là dư ha bạn, muối bạc nitrat của mình dư, dư thì là về thẳng muối sắt 3 luôn. Sắt cộng muối bạc dư là về sắt 3. Sắt 3 thì phải màu đỏ nâu thôi chứ không phải màu xanh nhạt được. Câu số 9. Phản ứng nào dưới đây không tạo sản phẩm là hợp chất sắt 3? À, câu số 9 cô có sửa đề xíu quá tại nó sai, em sửa này là FeCl3 cho cô A dùm nha. Rồi đáp án của mình là câu C này. Để sắt hai đây thì vừa câu A vừa câu C thì không được. Rồi. Như vậy là cô đã hướng dẫn các em xong cái phần lý thuyết về sắt và hợp chất của sắt rồi ha. Rồi, cảm ơn các em theo dõi cái bài học ngày hôm nay.